nào, không biết nào. Cái chân này, cái chân ngồi này. Đấy. Cho mẹ xin miếng con. Ngon lắm. Úi dồi ôi. Thực cái hồi thôi, nhét thật nhét rồi. Đi ra bố đi. Đi ra bố đi nấu mì tôm ăn. Sáng sau này còn làm gì đó. Không biết đi. Ba mẹ chưa? Ba ba. Nấu với cho mẹ ăn rồi nhá. Vật này nhá. Bố đun bếp ạ. Đây là bột. Này, đừng đun lên. Ăn gì bố ăn với. Ừ. Cảm ơn anh nhá. Thank you.
Nào, thay áo đã. Thay áo. Đi đấy, tí đi ra. Chú. Phải trốn cái này. Ra đi. Thôi em móc xuống đi con. Đứng lên đợi mẹ con ơi. Nào, không với con dao. Hay quá chú. Cất ở đấy trên bàn kìa. Ngá đây thấy chưa? Đi nhìn đường chứ. Đi toàn đi nước nhìn đi đâu ấy. Nóng á. Muội, dọn ghế ra. Rồi đấy. Nóng quá rồi, nóng. Nào, vui ăn đi. Nghe. Từ chút mưa muốn mưa đấy. Mưa sẽ đang mưa. Nắng mưa chuyện của trời. Đi về đi. Đi ngồi xuống đây ăn. Con nhìn thấy cái này thôi chứ con chẳng nhìn thấy mì tôm lắm. Thích thật. Ăn đi nhá. Bố ăn đi. Bố bóc cho. Em mời con ăn tôm nhá. Nhưng mà nó ăn với bố. Ơ không lấy cho bố à? Bắt bố đây. Lấy hộ đây. Bố có ăn rau không? Có. Mời ăn bún không? Các con mì tôm hả? Con mì tôm của con đi. Đúng rồi, ngồi xuống ăn. Trứng này bố hay ăn đi, em ăn đi. Ăn miên này. Ngon không em? Ăn dài quá, rất không kịp. Thank you.
con vẫn muốn ăn đấy, ăn giỏi thế. No no nhá. Nóng nha con nhé. Ôi nóng nóng, phù được. Phù đi con, phù đi. Ừ đúng rồi, phù đi đúng rồi. Bố phù cho nó với con ơi. Rồi, ăn được rồi. Mạnh nhé. Ăn nhé. Ăn đi. Thôi ăn. Ăn trứng đi á. Nhắm cái trứng ăn lên đi. Nhắm lấy trứng đi ăn đi. Đấy. Thank you.
đưa đồ trứng ra nhìn đi. Cá của Kiên chịu. Oh.
đâu có nhiều chứng kiến thật. Đồ kiến cắn nhiều thế. Đồ 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 đồ. Oh.
120 đi, 120 đi, kiếm cắn nhiều quá, cảm ơn nhé.